Một số vấn đề về nguyên tắc khoảng cách tâm lý mà ai sáng tác hay thưởng thức nghệ thuật cần biết. Nguyên tắc này có tích cực đối với các nghệ sĩ tạo hình. Ta có thể lấy một vài ví dụ, chỉ cần ứng dụng một chút nguyên tắc này, một người bình thường nhưng có một chút tố chất sáng tác cũng có thể thành công, tất nhiên trong giới hạn nào đó. Ở đời có những nhà văn, suốt đời chỉ viết được một cuốn nhưng họ rất nổi tiếng. Vì đó chính là những cuốn tự truyện do họ sống và viết lại cuộc đời của họ. Chỉ khi họ biết đặt một khoảng cách với chính cuộc đời của họ, cuộc đời họ sẽ như một đối tượng khách quan, tức là đã có khoảng cách để họ nghiên cứu, ghi chép, phóng tác. Đó là Nikolai Alexeyevich Ostrovsky, tác giả của cuốn Thép đã tôi thế đấy, đã một thời là cuốn sách gối đầu giường của một thế hệ thanh niên miền Bắc vào thời gian trước 1975. Tác phẩm này đã được dịch ra nhiều thứ tiếng. Còn cuốn thứ hai, Papillon, người tù khổ sai, của tác giả Henri Cherrier. Ông đọc một câu chuyện về cuộc sống của những người tù và chợt nghĩ nếu viết lại cuộc đời tù ngục của chính bản thân mình thì chắc chắn là ly kỳ, hấp dẫn hơn nhiều. Ông viết và đã thành công. Bộ phim cùng tên đã được hai nước Mỹ và Pháp sản xuất. Bài hát Papillon rất nổi tiếng trong phim vào những thập kỷ 70. Cả hai con người trên đều rất nổi tiếng của thời đại họ đang sống. Và điều đặc biệt là cả hai chỉ viết được một cuốn hồi ký duy nhất trong cuộc đời sáng tác ngắn ngủi của mình. Có rất nhiều người có nhiều vốn sống như hai người trên, cuộc sống kinh nghiệm có thừa, vốn sống bao la, nhưng không thể nào kể lại và chuyển thể thành tác phẩm được. Chính là vì họ không hiểu và áp dụng được nguyên tắc này. Nhiều người đã thử viết, song đều thất bại, họ đã bị chi phối của thực tại quá nhiều, họ không thể tách nổi vốn sống của mình thành một đối tượng hiện thực khách quan để nghiên cứu sáng tác. Một số người do kinh nghiệm thực dụng đã tồn tại một quy ước hết sức chặt chẽ không thể phá bỏ được trong ý thức, đã bình thường hóa mọi việc, đồng nghĩa với sự thui chột của sự sáng tạo. Vì vậy, kinh nghiệm cuộc sống càng ngày càng dày đặc, thì nhìn ra cái đẹp trong đó cũng bị thu hẹp. Đối với một người nông dân, suốt ngày lao động khổ cực với hình ảnh con trâu đi trước cái cày theo sau, thì hình ảnh đó trở thành nỗi nhọc nhằn khổ sở do kinh nghiệm lao động đó đem lại. Người nông dân không còn thấy cái hình tượng đẹp đẽ thi vị của nó như những du khách nước ngoài lần đầu chứng kiến hình ảnh lao động này. Du khách nước ngoài thấy cảnh đẹp do họ chưa hề trải qua lao động để có kinh nghiệm khổ cực của sự lao động vất vả này. Con trâu và cái cày là một hình tượng được nhiều tác giả nghệ thuật khai thác ở nhiều khía cạnh và rất thành công. Cả trong thơ ca, văn chương, hội họa và điêu khắc, hình ảnh con trâu và cái cày luôn thân thương, đẹp đẽ, biểu hiện cho tình yêu quê hương và đất nước. 55. Nghệ thuật của khoảng cách, khi nghệ sĩ tìm thấy vẻ đẹp trong sự tinh khiết. Trong thế giới đầy sắc màu và phức tạp của nghệ thuật, những tâm hồn sáng tạo luôn biết cách nhìn nhận sự vật và con người qua lăng kính của khoảng cách. Khoảng cách này không chỉ đơn thuần là sự xa rời vật lý, mà còn là khoảng cách tinh thần. Một không gian nơi mà nghệ sĩ có thể tách biệt cảm xúc cá nhân để thấu hiểu và cảm nhận vẻ đẹp tiềm ẩn trong mọi sự vật. Khi nghệ sĩ chiêm ngưỡng một người mẫu khỏa thân, họ không thấy trước mắt mình là một cơ thể mang đầy tính dục và sự lôi cuốn của bản năng. Thay vào đó, họ nhận ra những đường cong tinh tế, những góc cạnh hài hòa và những yếu tố cấu thành nên một tổng thể mỹ học. Đối với họ, mỗi bộ phận cơ thể trở thành một yếu tố của bố cục tạo hình, một nốt nhạc trong bản hòa tấu của hình dáng và ánh sáng. Chính khoảng cách này cho phép họ nhìn nhận và tái hiện cái đẹp thuần khiết, không bị vướng bận bởi những ham muốn trần tục của cuộc sống hàng ngày. Cũng tương tự như vậy, khi họ nhìn ngắm một cây mai trong mùa hoa nở, tâm trí họ không bị xâm chiếm bởi những suy nghĩ về giá trị kinh tế hay lợi ích vật chất. Cây mai, trong con mắt của nghệ sĩ, là một tượng đài của sự hoàn mỹ tự nhiên. Những cành cây uốn lượn mềm mại, những nụ hoa nhỏ bé tinh tế, tất cả đều trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những tác phẩm nghệ thuật. Họ nhìn thấy trong cây mai không chỉ là một thực thể sống, mà còn là biểu tượng của vẻ đẹp tự nhiên, là sự kết tinh của tinh hoa đất trời. Ngay cả trong những giấc mơ, nơi mà ý thức tạm thời lùi bước để nhường chỗ cho tiềm thức lên ngôi, nghệ sĩ vẫn tiếp tục khám phá và ghi nhận những vẻ đẹp ẩn giấu. Những cảnh tượng kỳ ảo, những hình ảnh thoáng qua trong tâm trí, tất cả đều trở thành mảnh ghép cho bức tranh sáng tạo trong tương lai. Mỗi giấc mơ, mỗi hình ảnh mờ ảo trong tiềm thức là một mầm mống cho những ý tưởng mới, một phôi thai cho những tác phẩm đang chờ được khai sinh. Sự khác biệt trong cách nhìn nhận này chính là một đặc trưng độc đáo của những người theo đuổi nghệ thuật. Họ không để mình bị cuốn vào vòng xoáy của những lợi ích ngắn hạn hay những cám dỗ tầm thường. Thay vào đó, họ giữ vững một tâm hồn thanh sạch, một đôi mắt trong sáng, luôn tìm kiếm và trân trọng cái đẹp ở mọi nơi, mọi lúc. Chính nhờ vậy, họ có thể biến những điều bình thường trong cuộc sống thành những tác phẩm nghệ thuật phi thường, mang lại cho thế giới những góc nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn về cái đẹp. Trong từng đường nét vẽ, từng nốt nhạc, từng câu chữ, nghệ sĩ gửi gắm vào đó cả một thế giới quan rộng lớn, một triết lý sống sâu sắc. Họ không chỉ sáng tạo nghệ thuật mà còn truyền tải những thông điệp ý nghĩa về cuộc sống, về con người và về cái đẹp.
Khoảng cách mà họ giữ được chính là chìa khóa mở ra cánh cửa của sự sáng tạo vô tận, là nền tảng cho những tác phẩm vượt thời gian. Cuối cùng, nghệ thuật không chỉ là việc tạo ra những hình ảnh đẹp mắt hay những giai điệu du dương, mà còn là hành trình khám phá bản thân và thế giới xung quanh. Nghệ sĩ, với con mắt tinh tường và tâm hồn nhạy cảm, chính là những người dẫn dắt chúng ta trên hành trình đó, giúp chúng ta nhận ra và trân trọng những vẻ đẹp tiềm ẩn trong cuộc sống. Bằng cách giữ cho mình một khoảng cách vừa đủ, họ không chỉ bảo vệ sự tinh khiết của tâm hồn mình, mà còn tạo ra những tác phẩm nghệ thuật đầy cảm hứng, mang lại ánh sáng và hy vọng cho cuộc đời. Bí ẩn của thân thể, sự mê hoặc và tinh túy trong tranh nude. Khi nói đến nghệ thuật thuần túy, việc giải mã bức tranh nude không chỉ dừng lại ở việc hiểu biết về kỹ thuật và màu sắc, mà còn là việc nhìn nhận sâu sắc về ý nghĩa và cảm xúc mà tác phẩm gửi gắm. Tranh nude thường gợi lên sự mê hoặc bởi vẻ đẹp tự nhiên và nguyên thủy của con người. Đó là sự trần trụi không chỉ về thể xác mà còn về tâm hồn, nơi mà vẻ đẹp không bị che giấu bởi bất kỳ lớp vỏ bọc nào của xã hội hay văn hóa. Tinh túy ở đây có thể được hiểu là việc tìm kiếm và thể hiện bản chất thực sự nhất của con người. Trong nghệ thuật, đó là việc khắc họa thân thể một cách chân thực và tinh tế, qua đó phản ánh cái nhìn sâu sắc và tôn trọng đối với con người. Tranh nude không chỉ là sự khoe khoang vẻ đẹp hình thể mà còn là việc tôn vinh sức mạnh, sự dịu dàng và cả những khía cạnh phức tạp của con người. Nó cũng là một cách để nghệ sĩ thể hiện quan điểm cá nhân và tạo ra một cuộc đối thoại giữa người xem và tác phẩm. Nghệ thuật thuần túy không chỉ là việc thể hiện thẩm mỹ mà còn là việc truyền đạt thông điệp và kích thích suy ngẫm. Tranh nude là một thể loại nghệ thuật đã tồn tại qua nhiều thế kỷ và vẫn tiếp tục phát triển, chứng minh rằng nó vượt qua được sự thời đại và văn hóa để nói lên một ngôn ngữ chung của nhân loại về vẻ đẹp và sự sống. Ta hãy tìm hiểu nhanh lịch sử phát triển của tranh nude. Có thể nói đây là một chủ đề phong phú và đa dạng, với lịch sử kéo dài từ thời cổ đại đến hiện đại. Nó bắt đầu xa xưa từ Hy Lạp cổ đại, nghệ thuật nude được cho là bắt nguồn từ Hy Lạp cổ đại, nơi người dân tôn thờ vẻ đẹp tự nhiên của con người, không chỉ ở tâm hồn mà còn cả vẻ đẹp cơ thể. Phát triển trong thời kỳ Phục Hưng, vào thời kỳ Phục Hưng, nghệ thuật khỏa thân bắt đầu thịnh hành, với các tác phẩm nổi tiếng như tượng David của Michelangelo và Ngày Phán Xét Cuối Cùng cũng của ông. Sự thay đổi qua The Birth of Venus, bức tranh The Birth of Venus của Sandro Botticelli vào năm 1486 đã thay đổi cái nhìn của nhiều người về nghệ thuật nude, đánh dấu cái nhìn mới đối với thể loại này. Lịch sử tranh nude tại Việt Nam. Tại Việt Nam, họa sĩ Bùi Xuân Phái và Lê Phổ là những người tiên phong trong dòng tranh nude. Bức khỏa thân của Lê Phổ là một trong những bức tranh nude nổi tiếng của hội họa Việt Nam I. Phân biệt THE nude và THE naked, nhà sử học nghệ thuật Kenneth Clark đã phân biệt giữa the nude, khỏa thân, là hình ảnh có thẩm mỹ và văn hóa, và the naked, trần truồng, là cơ thể bị tước đi quần áo, mang sự yếu đuối và hổ thẹn. Tranh nude là một chủ đề đầy phiêu lưu và mạo hiểm, nơi ranh giới giữa nghệ thuật và phi nghệ thuật tựa như sợi chỉ mong manh. Nó đã và luôn gây nhiều tranh cãi không chỉ trong giới nghệ thuật mà còn trong xã hội nói chung. Tranh cãi này vẫn tồn tại cho mãi tới tận ngày nay và có lẽ sẽ không dừng trong tương lai. Nghệ thuật cổ điển và nghệ thuật đương đại, hai mặt của một đồng tiền. Trên hành trình sáng tạo nghệ thuật không ngừng nghỉ của con người, hai mảng nghệ thuật nổi bật là nghệ thuật cổ điển và nghệ thuật đương đại luôn thu hút sự quan tâm và tranh luận sôi nổi. Nhiều ý kiến cho rằng sự đề cao thái quá đối với nghệ thuật cổ điển có thể vô tình làm lu mờ giá trị và tầm quan trọng của nghệ thuật đương đại. Thực tế, hai mảng nghệ thuật này không đối lập mà là hai mặt song song, bổ sung cho nhau trong dòng chảy lịch sử sáng tạo của con người. Nghệ thuật cổ điển đại diện cho những giá trị trường tồn theo thời gian, được tôn vinh bởi kỹ thuật điêu luyện, thẩm mỹ tinh tế và nội dung mang tính phổ quát về con người và xã hội. Những kiệt tác như tượng điêu khắc Hy Lạp cổ đại, bức tranh Phục Hưng rực rỡ hay bản giao hưởng du dương của Mozart đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho các thế hệ nghệ sĩ sau này. Nghệ thuật đương đại, trái ngược lại, phản ánh những vấn đề, trăn trở của xã hội hiện đại một cách táo bạo, phá vỡ khuôn mẫu truyền thống và đặt ra những câu hỏi mới mẻ về bản chất nghệ thuật và vai trò của nó trong xã hội. Các tác phẩm đương đại thường sử dụng những hình thức thể hiện mới mẻ, có thể gây tranh cãi, nhưng cũng khơi gợi những góc nhìn mới mẻ và kích thích tư duy của người xem. Tuy nhiên, sự tôn vinh quá mức nghệ thuật cổ điển có thể dẫn đến một số hệ quả tiêu cực. Việc gán cho nó một vị trí cao quý không thể đụng đến có thể khiến cho công chúng e dè tiếp cận và đánh giá nghệ thuật đương đại. Nhận thức sai lầm về nghệ thuật đương đại, cho rằng nó kém giá trị hay thiếu thẩm mỹ so với nghệ thuật cổ điển, có thể khiến nhiều người bỏ qua những tác phẩm giá trị và ý nghĩa. Trên thực tế, nghệ thuật cổ điển và nghệ thuật đương đại không đối lập nhau mà là hai mặt song hành, bổ sung cho nhau. Nghệ thuật cổ điển là nền tảng cho sự phát triển của nghệ thuật đương đại, cung cấp nguồn cảm hứng và kỹ thuật cho các nghệ sĩ sáng tạo. Nghệ thuật đương đại tiếp nối và phát triển di sản của nghệ thuật cổ điển,
mang đến những góc nhìn mới mẻ và phản ánh hiện thực đương đại. Ví dụ điển hình cho sự kết hợp hài hòa giữa hai mảng nghệ thuật này là tác phẩm Những ngọn sóng Kanagawa của họa sĩ Katsushika Hokusai. Bức tranh lấy cảm hứng từ nghệ thuật khắc gỗ truyền thống của Nhật Bản, nhưng sử dụng những đường nét táo bạo và phối cảnh độc đáo để thể hiện sức mạnh dữ dội của thiên nhiên. Hay như tác phẩm Campbell S. Soupcans của Andy Warhol, lấy hình ảnh quen thuộc của hộp súp đóng hộp để đặt ra câu hỏi về nghệ thuật đại chúng và xã hội tiêu dùng. Thay vì so sánh hay hạ thấp một trong hai, chúng ta cần trân trọng và đánh giá cao cả nghệ thuật cổ điển và nghệ thuật đương đại. Mỗi mảng nghệ thuật đều có giá trị và đóng góp riêng cho kho tàng văn hóa chung của nhân loại. Việc hiểu và cảm nhận cả hai sẽ giúp chúng ta có cái nhìn toàn diện hơn về nghệ thuật và vai trò của nó trong đời sống con người. Hãy tưởng tượng một thế giới chỉ tồn tại nghệ thuật cổ điển, chúng ta sẽ mãi mãi bị giới hạn bởi những khuôn mẫu truyền thống, không có cơ hội khám phá những ý tưởng và cách thể hiện mới mẻ. Ngược lại, một thế giới chỉ có nghệ thuật đương đại sẽ thiếu đi sự kết nối với quá khứ, đánh mất những giá trị thẩm mỹ và nhân văn trường tồn. Nghệ thuật là một dòng chảy không ngừng nghỉ, và cả nghệ thuật cổ điển và nghệ thuật đương đại đều là những mảnh ghép quan trọng trong bức tranh văn hóa đa dạng của nhân loại. Việc trân trọng và thấu hiểu cả hai sẽ giúp chúng ta có cái nhìn phong phú và sâu sắc hơn về nghệ thuật và vai trò của nó trong đời sống. Yếu tố vô thức và có ý thức trong quá trình sáng tác nghệ thuật. Trong quá trình sáng tác nghệ thuật, sự giao thoa giữa yếu tố vô thức và có ý thức đóng vai trò quan trọng, tạo nên sự phong phú và sâu sắc của tác phẩm. Vô thức, với những cảm xúc, ký ức và khát vọng ẩn sâu, là nguồn năng lượng mạnh mẽ, thúc đẩy sự sáng tạo. Nó không bị ràng buộc bởi logic hay khuôn khổ, cho phép nghệ sĩ tự do biểu đạt những ý tưởng và cảm xúc sâu kín nhất. Trái lại, yếu tố có ý thức lại mang tính chất kiểm soát, điều chỉnh và định hình tác phẩm theo một hướng nhất định. Nghệ sĩ sử dụng lý trí và kỹ năng của mình để lựa chọn, sắp xếp và cấu trúc các yếu tố nghệ thuật sao cho chúng trở nên mạch lạc và có chủ đích. Sự có ý thức giúp nghệ sĩ định hình rõ ràng thông điệp mà họ muốn truyền tải, đảm bảo rằng tác phẩm không chỉ mang tính cá nhân mà còn có khả năng giao tiếp với người xem. Sự kết hợp giữa vô thức và có ý thức là điều cần thiết để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và có sức sống. Một tác phẩm quá thiên về vô thức có thể trở nên rối rắm và khó hiểu, thiếu đi sự liên kết và thông điệp rõ ràng. Ngược lại, một tác phẩm quá thiên về có ý thức có thể mất đi sự tự nhiên, trở nên khô khan và thiếu cảm xúc. Ví dụ, trong hội họa, các nghệ sĩ như Salvador Dali và Jackson Pollock đã tận dụng yếu tố vô thức để tạo ra những tác phẩm đầy ấn tượng. Dali với trường phái siêu thực đã khai thác sâu sắc những giấc mơ và vô thức, trong khi Pollock với phương pháp vẽ tự do đã để cho cảm xúc và vô thức dẫn dắt từng nét cọ. Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ đều không bỏ qua yếu tố có ý thức khi họ kiểm soát màu sắc, bố cục và kỹ thuật để đảm bảo tác phẩm đạt được hiệu quả thị giác mong muốn. Trong điêu khắc, yếu tố vô thức và có ý thức cũng đóng vai trò quan trọng. Một tác phẩm điêu khắc có thể bắt đầu từ một hình ảnh hay cảm xúc mơ hồ, được hình thành trong vô thức của nghệ sĩ. Tuy nhiên, để biến ý tưởng này thành hiện thực, nghệ sĩ cần có ý thức rõ ràng về hình dáng, tỷ lệ và chất liệu. Sự cân bằng giữa vô thức và có ý thức giúp tác phẩm trở nên sống động và có ý nghĩa sâu sắc. Yếu tố vô thức và có ý thức đều cần thiết và bổ sung lẫn nhau trong quá trình sáng tác nghệ thuật. Sự hài hòa giữa hai yếu tố này không chỉ mang lại sự độc đáo và phong phú cho tác phẩm mà còn giúp nghệ sĩ truyền tải được những thông điệp sâu sắc và cảm xúc chân thành đến người thưởng thức. Chính sự giao thoa này đã tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vượt thời gian. 59. Yếu tố vô thức và có ý thức trong quá trình sáng tác nghệ thuật. Trong quá trình sáng tác nghệ thuật, sự giao thoa giữa yếu tố vô thức và có ý thức đóng vai trò quan trọng, tạo nên sự phong phú và sâu sắc của tác phẩm. Vô thức, với những cảm xúc, ký ức và khát vọng ẩn sâu, là nguồn năng lượng mạnh mẽ, thúc đẩy sự sáng tạo. Nó không bị ràng buộc bởi logic hay khuôn khổ, cho phép nghệ sĩ tự do biểu đạt những ý tưởng và cảm xúc sâu kín nhất. Trái lại, yếu tố có ý thức lại mang tính chất kiểm soát, điều chỉnh và định hình tác phẩm theo một hướng nhất định. Nghệ sĩ sử dụng lý trí và kỹ năng của mình để lựa chọn, sắp xếp và cấu trúc các yếu tố nghệ thuật sao cho chúng trở nên mạch lạc và có chủ đích. Sự có ý thức giúp nghệ sĩ định hình rõ ràng thông điệp mà họ muốn truyền tải, đảm bảo rằng tác phẩm không chỉ mang tính cá nhân mà còn có khả năng giao tiếp với người xem. Sự kết hợp giữa vô thức và có ý thức là điều cần thiết để tạo ra một tác phẩm nghệ thuật độc đáo và có sức sống. Một tác phẩm quá thiên về vô thức có thể trở nên rối rắm và khó hiểu, thiếu đi sự liên kết và thông điệp rõ ràng. Ngược lại, một tác phẩm quá thiên về có ý thức có thể mất đi sự tự nhiên, trở nên khô khan và thiếu cảm xúc. Ví dụ, trong hội họa, các nghệ sĩ như Salvador Dali và Jackson Pollock đã tận dụng yếu tố vô thức để tạo ra những tác phẩm đầy ấn tượng. Dali với trường phái siêu thực đã khai thác sâu sắc những giấc mơ và vô thức, trong khi Pollock với phương pháp vẽ tự do đã để cho cảm xúc và vô thức dẫn dắt từng nét cọ.
Tuy nhiên, cả hai nghệ sĩ đều không bỏ qua yếu tố có ý thức khi họ kiểm soát màu sắc, bố cục và kỹ thuật để đảm bảo tác phẩm đạt được hiệu quả thị giác mong muốn. Trong điêu khắc, yếu tố vô thức và có ý thức cũng đóng vai trò quan trọng. Một tác phẩm điêu khắc có thể bắt đầu từ một hình ảnh hay cảm xúc mơ hồ được hình thành trong vô thức của nghệ sĩ. Tuy nhiên, để biến ý tưởng này thành hiện thực, nghệ sĩ cần có ý thức rõ ràng về hình dáng, tỷ lệ và chất liệu. Sự cân bằng giữa vô thức và có ý thức giúp tác phẩm trở nên sống động và có ý nghĩa sâu sắc. Yếu tố vô thức và có ý thức đều cần thiết và bổ sung lẫn nhau trong quá trình sáng tác nghệ thuật. Sự hài hòa giữa hai yếu tố này không chỉ mang lại sự độc đáo và phong phú cho tác phẩm mà còn giúp nghệ sĩ truyền tải được những thông điệp sâu sắc và cảm xúc chân thành đến người thưởng thức. Chính sự giao thoa này đã tạo nên những kiệt tác nghệ thuật vượt thời gian.